năm nghệ sĩ đường phố dùng xe cẩu cao hơn 20 mét biến những bức tường cũ kỹ, rêu mốc của chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh thành những bức tranh khổng lồ đầy màu sắc, đậm chất đường phố. Từ ngày 4 tháng 12, năm nghệ sĩ đường phố của thành phố Hồ Chí Minh, Dells, Subi, Dash, Crest và Claire bắt đầu thực hiện các bức tranh tường khổ lớn 10 x 20 m tại chung cư 1A, 1B, đường Nguyễn Đình Chiểu và Villa 48 Nguyễn Đình Chiểu, Mai Thị Lựu, phường Đa Cao, quận Nhất. Đây là một phần của dự án Sài Gòn Urban Art 2021, một dự án nghệ thuật quốc tế được tổ chức bởi Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Goethe tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Quỹ Văn hóa Pháp Đức, phối hợp cùng với Hội đồng Nghệ thuật Thụy Sĩ, Pro Helvetia. Ba bức tường tại chung cư 1A, 1B đường Nguyễn Đình Chiểu được chính quyền phường cho phép, phối hợp với cư dân. Ban tổ chức quét một lớp sơn mới, thay thế lớp cũ kỹ, rêu mốc của khu chung cư cũ. Các nghệ sĩ phụ trách mỗi bức tranh dùng xe cẩu cao hơn 20m thực hiện vẽ phác họa các chi tiết chính. Sau gần 7 ngày vẽ, một trong hai bức tranh mang chủ đề về hòa bình sắp được hoàn thiện. Bên cạnh bức tranh với nội dung giáo dục môi trường đang được họa sĩ thực hiện tại chung cư 1A. Cái quá trình đó nó cũng đơn giản tại vì cái bức tranh này nó không quá phức tạp. Cái chủ thể của nó cũng đã được cố định thì thành ra là mình chỉ sử dụng cái phác thảo và mình map nó lên trên cái tòa nhà để mình canh cái tỷ lệ và cái vị trí của từng cái phần trong bức tranh đó. Sau đó mình phát dựa trên một cái chủ thể, ví dụ như là cái đầu của nhân vật. Xong từ cái đầu của nhân vật mình sẽ scale ra những cái vị trí khác. Thì cái quá trình như vậy nó sẽ nhanh. Tại khu vực chung cư 1B, họa sĩ Dash, Lưu Đoàn Duy Linh dùng hàng chục chai sơn phun, sơn nước để lên xe cẩu tiếp tục hoàn thiện bức tranh của mình ở trên cao nhiều giờ. Nội dung bức tranh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, trẻ em về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, anh cùng nhóm nghệ sĩ muốn làm cho các chung cư, tòa nhà cũ có được vẻ đẹp mới, người dân thích thú hơn. Những cửa sổ, tấm tôn, lô gia của các hộ dân vẫn được giữ nguyên, trang trí thêm màu sắc và sử dụng bình thường khi các họa sĩ thực hiện. Cái đó là lúc đó là phải sử dụng tới kinh nghiệm. Thì bản thân như vậy ở nhiều những cái bức tường cũng giống như là những cái bề mặt chất liệu khác nhau, cũng giống như có cái những cái độ đồ gồ ghề và sector của cái vị trí đó, thì dần đó nó cho mình một cái kinh nghiệm mình tích lũy để mình ứng phó với từng cái vị trí mà nó khó. Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng những bức tranh khổng lồ đầy màu sắc và đẹp mắt thu hút người dân và khách qua lại khu chung cư nhìn ngắm chụp hình. Thì theo chị nghĩ thì hóa không mới thì chắc đẹp. Mình thấy mấy bạn chuẩn bị cũng khá kỳ công, khá nhiều thứ và chắc là liên hệ cũng nhiều. Đây là tác phẩm mình cảm thấy ok, mình cảm thấy nó màu sắc này nó tô đậm được hơn cho cái khu này. Thì mọi người đi ngang qua có cái để nhìn thấy và có cái để ồ vào hay gì đó thì ok. Tại vì trong chung cư này nó cũng là cũ kỹ rồi, em làm lại vậy thì nó thấy đối với anh thì nhãn quan nó rất là hay, rất là đẹp. Những cái hình trụ tượng đưa lên thì nó rất là phù hợp với lại cái ý tưởng của tụi em. Ý tưởng thứ hai nữa thì nó cũng làm sạch, làm đẹp cho khu phố với lại là người dân ở đây thôi. Anh thấy đó là cái điều hay, làm là cần thiết, không ảnh hưởng gì khu phố đâu. Rất là đẹp, rất là sạch. Các bạn làm rất là, nói chung là tính chuyên nghiệp họ rất là cao. Tại Villa 48 Nguyễn Đình Chiểu, Mai Thị Lựu, hai nghệ sĩ khác dùng cẩu xếp vẽ bức tranh graffiti lớn dài gần 40m, cao gần chục mét với nhiều nội dung kết hợp. Sau 7 ngày thực hiện, từ ngày 11 tháng 12, người dân, khán giả có thể đến hai địa điểm này để xem trực tiếp các tác phẩm, gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ để tìm hiểu thêm về nghệ thuật vẽ tranh tường.